Bạn đã bao giờ tự hỏi cần bao nhiêu BNB để bạn có thể trở thành triệu phú? Bạn đã bao giờ tự hỏi làm cách nào để bạn kiếm được lời, kiếm được lãi kép ở trong thị trường này với BNB chưa? Trong video này thì mình sẽ giải đáp cái điều đó. Chào các bạn, mình là Tiến Trọng 94, đồng sáng lập của cộng đồng Zenup Pro Trading. Rất vui vì được gặp lại các bạn ở trong video này. Đây là video hành trình đầu tư Bitcoin của mình. Và ở video này thì mình sẽ đưa tới các bạn một chủ đề. Đấy là cần bao nhiêu BNB để bạn có thể trở thành triệu phú. Làm cách nào để chúng ta sở hữu số BNB đó mà không tốn quá nhiều tiền. Và cách để kiếm lời, kiếm lãi kép với BNB. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào chủ đề ngày hôm nay nhé. Ở trên màn hình của mình là channel Zenup Coin. Đây là nơi mà mình chia sẻ về hành trình đầu tư, quan điểm của mình và những đồng coin mà mình hold, danh mục mà mình hold. Nếu như bạn thấy quan tâm thì bạn có thể vào theo đường link dưới mô tả video nhé. Để đi giải đáp câu hỏi ngày hôm nay cần bao nhiêu BNB để trở thành triệu phú đô la thì chúng ta sẽ đi từng bước một và mình sẽ giải thích cho các bạn cách để làm sao các bạn có thể trở thành triệu phú đô la với BNB. Với giá hiện tại và giá tương lai của BNB thì chúng ta có thể ước tính được chúng ta cần bao nhiêu BNB để trở thành triệu phú hay không? Hiện tại một BNB có giá khoảng tầm 580 đô. Vậy thì chúng ta cần 1 triệu đô chia cho 580 đô, tương đương với tầm 1.724,14 BNB thì bạn sẽ trở thành triệu phú. Nhưng mà đây là một cái điều có vẻ là khó, bởi vì các bạn cần phải có một số tiền là 1 triệu đô để mua ngay, đúng không? Chúng ta sẽ không làm như vậy. Tương lai nếu một BNB đạt được là 1.000 đô, vậy thì bạn sẽ cần là 1.000 BNB. Nếu như tương lai giá 1 BNB bằng 1.500 đô, vậy thì bạn cần 666,67 BNB thôi. Con số đã giảm đi rất là nhiều rồi. Và tại đây chúng ta có thể ước tính như sau. Làm thế nào để bạn sở hữu nhiều BNB hơn thì có hai cách dành cho các bạn. Cách thứ nhất là bạn mua DCA từ giờ tới chu kỳ sau. Đây là một cái cách mà mình thấy rất là đơn giản, hiệu quả nhưng không dễ làm. Bởi vì cách này nó yêu cầu bạn cần nguồn tiền ổn định, nhàn rỗi, phải cực kỳ là tin tưởng vào dự án, bất kể là dự án lên hay xuống, bất kể là dự án nó tạo ra những cái gì và giá của đồng coin nó lên hay xuống thì bạn phải cực kỳ là tin tưởng. Tiếp theo là chỉ chốt lời khi mà các bạn thực sự đạt được cái target và thị trường thực sự đi vào uptrend tiếp theo. Cái ưu điểm của phương pháp này là bạn không cần phải lo lắng về giá, không cần phải biết và quá giỏi về phân tích kỹ thuật, mà bạn cứ tới thời gian là mua thôi. Nó sẽ giảm đi cái áp lực cho bạn rất là nhiều. Nhưng nhược điểm là gì? Nhược điểm là thời gian chờ đợi dài và bạn phải chịu cái tâm lý khi mà giá nó cứ đi xuống. Bạn mua giá 10, giá nó xuống 5, bạn mua giá 5, giá nó xuống 2. Giả sử như thế thì bạn phải chịu cái áp lực gồng gánh tâm lý. Khi mà giá Bitcoin bạn mua hoặc giá BNB bạn mua mà nó cứ đi xuống như thế thì tâm lý chung sẽ là thường là sợ hãi, thường là tự hỏi là ôi cái số tiền đấy làm sao mà mình giữ được đây, làm sao liệu sau này tương lai nó có tăng trưởng hay không. Hoặc đơn giản thôi, biết thế dùng cái số tiền đấy mua cái A, cái B, cái C, mua cái máy tính, mua cái điện thoại mới, hoặc là dẫn người yêu, dẫn gia đình, dẫn vợ con đi ăn còn hơn, đúng không? Nhưng bạn phải vượt qua được cái tâm lý đó thì bạn mới dùng cái DCA này được. Vậy thì có cách nào khác hay không? Có, cách số 2. Cách số 2 là chờ vào downtrend thì mua. Với cách này thì năm 2018 BNB đạt đỉnh cao nhất là tầm 25 đô, sau đó những cái khoảng thời gian sau thì nó giảm xuống thấp nhất là tầm 4 đô, tức là giảm khoảng 84%. Ở đây thì mình tính toán như sau. Giả sử năm 2022 giá cao nhất của BNB là 1.500 đô và cũng giảm tầm 84% thì nó sẽ rơi vào tầm 240 đô. Vậy thì với cái giá này chúng ta cần 666,67 BNB để nhân với 240 đô là 160.000 đô. Tức là bạn cần có 160.000 đô với giá 240 này. Bạn mua được 666,67 BNB để đến khi nó tăng quay trở lại một lần nữa, cái giá đỉnh là 1.500 thì bạn sẽ trở thành triệu phú. Đó là một trong những cách mà bạn có thể suy nghĩ tới. Hoặc biết đâu BNB nó lại giảm hơn thì sao? Và khi giá BNB giảm hơn, bạn mua được nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Đến lúc đó giá nó tăng lại đỉnh 1.500 thì bạn lại có thể trở thành triệu phú. Ưu điểm là bạn không cần phải dùng số vốn lớn như hiện tại và không cần quá lo vì đu đỉnh. Đấy, khi mà giá nó đã vào downtrend rồi và giá nó rất là thấp rồi thì cái việc bạn mua, bạn tích trữ nó cũng nhẹ lòng hơn và nó cũng làm cho bạn bớt phải chịu gánh nặng như cái cách một là DCA hơn. Nhưng cái nhược điểm là gì? Nhược điểm là ít ai dám mua vào tại cái thời điểm mà downtrend. Và nhất là tại thời điểm downtrend ấy, 90% đến 95% người là rời bỏ thị trường. Họ vào khi uptrend,
Họ vào khi bùng nổ, họ vào vì FOMO, họ vào để kiếm tiền nhanh, kiếm tiền nhiều như trong thời điểm này. Nhưng khi mà đến downtrend ấy, thì bạn có thể hỏi đa số người xung quanh, bạn không còn nghe đến những câu chuyện về crypto, về coin nữa. Bạn nhìn, bạn nghe, bạn hỏi, cũng ít người nói đến coin, ít người đầu tư vào coin, và thậm chí là đa số từ bỏ rồi, thậm chí còn bài xích coin. Toàn là những cái vớ vẩn, toàn là zero sum, toàn là hút máu người chơi, toàn là những cái trò gì đâu ấy. Họ sẽ nói như thế, toàn là cờ bạc. Và toàn là như thế, tao mất tiền nhiều rồi, những cái người kia tao biết nhiều lắm, mất tiền hết rồi, các kiểu, đừng có vào đấy. Nhưng mà bạn tin mình đi, khi mà bạn mua, bạn sẵn sàng mua tại những cái thời điểm đó, thì đến chu kỳ uptrend tiếp theo bạn lại thấy mặt những người kia lao vào. Yên tâm đi, bạn sẽ trở thành triệu phú, còn họ thì không. Vậy sau khi đã sở hữu được BNB, làm cách nào để bạn kiếm được lãi kép với BNB? Thì ở đây mình có hai cách. Cách thứ nhất là bạn tham gia các kèo Launchpad, Launchpool. Và khi bạn giữ BNB lâu dài thì cái việc tham gia hai kèo này gần như là không rủi ro, hoặc là không có rủi ro luôn. Vì sớm hay muộn thì số BNB của bạn cũng sẽ lãi thôi. Bạn phải có niềm tin vào nó chứ, đúng không? Trong một cái thị trường tài chính thì rồi xét về lâu dài, thị trường tài chính cũng sẽ tăng trưởng. Và nếu sản phẩm tốt thì giá nó cũng sẽ đi lên theo. Tiếp theo, bạn có thể là dùng tiền lãi của các kèo kia mua lại BNB và chờ BNB lên là bạn lãi kép. Cách thứ hai là bạn gửi BNB vào mục earn, và tại đây bạn sẽ kiếm ra lãi là BNB. Nó khá giống gửi tiết kiệm. Việc bạn gửi tiết kiệm Việt Nam đồng chẳng hạn, hoặc là gửi tiết kiệm bằng đô hay cái gì đó, thì bạn sẽ được trả lại bằng tiền, đúng không? Nhưng bạn gửi BNB thì nó sẽ trả cho bạn là coin BNB. Và khi như thế bạn cứ giữ thôi, cái phần BNB đấy nó cùng với cái số mà bạn đã giữ rồi, nó sẽ lãi kép khi mà giá BNB tăng. Cả hai cách này sẽ có thể đem lại BNB gần như là free cho bạn. Và cứ như thế bạn giữ thì giá nó lên, bạn sẽ lãi kép. Đây là một cái cách rất là đơn giản nhưng nó lại hiệu quả. Khi mà bạn giữ BNB lâu dài thì bạn sẽ tìm cách vận dụng những cái cách này để nó có thể lãi. Ở đây mình có một cái hình của Coin98 Insight cung cấp. Đó, thì ở đây ấy, các bạn có thể nhìn thấy là Launchpad trên Binance nó rất là nhiều. Ở năm 2019 mình đếm sơ nó cũng phải có 10 cái. Năm 2020 thì có tầm 6 cái. Năm 2021 này cũng đã có 6 cái rồi. Và bạn nhìn vào cái phần trăm tăng trưởng của nó đi. Có những cái dự án nó x 1.000 lần, 800 lần, 1.100 lần, 1.600 lần. Trong những cái thời điểm downtrend như 2019, xong sang đến 2020 mà nó còn nhiều dự án như thế này, thì bạn cứ nghĩ mà xem. Nếu bạn sở hữu một số lượng BNB nhất định thì cái việc bạn có lợi hơn người khác rất là nhiều. BNB ấy là coin của sàn Binance, và sàn Binance được đứng đầu bởi CZ. Đây là một người trong đầu rất là có sạn. Khi mà cả thị trường lao núng, khi mà cả thị trường lao núng và khi mà cả thị trường đang vào đào chen, thì anh ta tìm ra những cái cách để tạo ra những cái chen mới, bắt người khác chơi theo cuộc chơi của mình. Và họ là người đu chen rất là nhanh. Vì thế khi bạn sở hữu BNB là bạn đang sở hữu một thứ rất là mạnh. Các bạn cứ tin mình đi. Giả sử như bạn vào cái thời điểm đó, bạn giữ được 666 BNB, và tại cái thời điểm đó chạy những cái Launchpad này, thì bạn nghĩ mà xem, cái việc phân bổ Launchpad là phân bổ theo BNB, cái số lượng BNB mà bạn có. Khi mà quá nhiều người bỏ thị trường rồi thì cái số BNB nó sẽ giảm đi, và cái số tiền mà bạn mua được nó sẽ nhiều. Giả sử như bạn mỗi lần chỉ mua được 50 đô thôi, 50 đô thôi, không cần nhiều. Bất kể số lượng BNB bạn giữ là bao nhiêu nhá, bạn chỉ mua được 50 đô. Với 50 đô đấy thì giả sử như mỗi lần bạn tham gia những cái dự án này, bạn cứ nhân lên đi, 50 đô nhân với 100 lần, 50 đô nhân 13, nhân 29, nhân 1.000 lần, thì với những cái lần này cộng lại, biết đâu cái số tiền của bạn lại nhân lên rất là nhiều. Riêng cái 1.000 lần kia nó có thể đem lại cho bạn là 50 nhân 1.000, 50.000. Nhưng mình tính đơn giản thôi, bạn không chốt được ở như thế, bạn chốt được một nửa, đúng không ạ, là 25.000, quá là ngon rồi, đúng không ạ. Cái việc mà bạn giữ BNB là một việc chính xác và sáng suốt nhất mình tin rằng các bạn có thể làm trong đời khi mà tham gia vào coin. Vừa rồi thì mình vừa chia sẻ cho các bạn về một cái chủ đề, đấy là cần bao nhiêu BNB để trở thành triệu phú đô la, và làm cách nào để mình kiếm lãi, kiếm lời kép với BNB đó. Nếu như bạn thấy video này hay và hữu ích, thấy cho mình một like, comment xuống cho mình biết ý kiến của các bạn, share nó cho bạn bè của bạn để họ cũng có thể biết cách giống như các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chào các bạn.